chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube channel của Option Shop nha. Các cái thì kỳ thi cấp 3 và kỳ thi đại học thì vừa mới trải qua rồi. Thế nên là bây giờ coi như là tất cả các bạn thì đều đang được nghỉ hè. Và việc đầu tiên mình nghĩ đến là sau khi trải qua một kỳ thi và nghỉ hè thì đó chính là đi shopping không mọi người ơi. Và hôm nay thì nhân dịp này thì bọn mình sẽ làm thêm một cái shopping đồ mùa hè. Nhưng tập này sẽ đặc biệt một chút, đó chính là bọn mình sẽ chụp sẵn một số sản phẩm và up lên Instagram để cho các bạn Instagram ở Option Shop có thể lựa chọn là mua cái này hoặc là mua cái này. Và bây giờ thì chúng mình hãy bắt đầu tập shopping do Instagram điều khiển thôi nào. Let's go. Là mình sẽ mua chỉ một set đồ thôi thì chúng mình có hai và chúng mình đều muốn tiêu tiền ấy. Thế nên chúng mình sẽ mua hai set đồ cùng một lúc nhá. Đầu tiên là vì đang là thời gian mùa hè với cả các bạn cũng vừa mới thi xong, thế là mình quyết định là mình sẽ có một chuyến đi chơi nên mình muốn mua một cái túi để mang đi. Thì khi mà nghĩ đến túi thì mình phân vân một cái là ba lô và túi tote. Thế là mình đã phải nhờ các bạn trên Instagram khảo sát cho. Thì một cái kết quả rất là sát sao thôi. Thì ba lô đang chiến thắng là 51%. Thế nên hôm nay mình sẽ đi mua một chiếc ba lô để đi chơi mùa hè này nhá. Thì mình kiểu thấy là ba lô mùa hè màu đây mát mẻ một chút ý. Thì trong cái đống ba lô này mình đang khá là thích về cái em này. Trông nó phù hợp với một chiếc ba lô đi chơi và đi dã ngoại. Và sau này thì mình cũng có thể mang em đi học luôn. Cái em ba lô này thì không có quá là nhiều ngăn bên ngoài. Như mọi người thấy thì có hai ngăn bên này, một ngăn bé bên ngoài. Nhưng mà điều đặc biệt là phía bên trong của em này thì cũng để được khá là nhiều thứ. Ví dụ em ấy có một cái ngăn cách riêng thì mình có thể để laptop này hoặc là iPad. Sau đó có thêm hai cái ngăn ở đây. Cái này thì mọi người tùy nhá, mọi người có thể để túi bút hoặc là bất cứ đồ dùng cá nhân nào đi cũng được. Bên trong này thì mình có một cái ngăn cũng rất là to để có thể để sách vở hoặc là quần áo. Nếu mà mặc dù là mình rất là khá là thích túi tote ý, nhưng mà hôm nay được một ngày Instagram điều khiển mà, nên là mình sẽ chọn ba lô. Và mình sẽ nghĩ là mình sẽ chọn loại ba lô khác linh chi một chút. Mình thì là một con người khá là thích màu sắc ý. Và bình thường thì mình cũng khá là nhiều đồ lặt vặt như kiểu đồ make up này, đồ dùng học tập này, nên là mình sẽ ưu tiên lựa chọn những cái ba lô nó có nhiều ngăn hơn. Và mình đã nhắm được một em này đáp ứng đủ hai tiêu chí của mình, đó chính là vừa nhiều ngăn và vừa màu sắc. Cái ba lô này thì có hai tông màu chủ đạo là màu hồng và màu xanh, nhìn khá là pastel và mát mắt trong mùa hè này ý. Và sự lựa chọn tiếp theo mà chúng mình đã up lên trên Instagram là các bạn có thể lựa chọn những cái phụ kiện cho tóc là scrunchie hoặc là bờm. Và đồ linh chi biết là em nào đã chiến thắng trong cái cuộc chiến Instagram này. Thật ra thì em có lựa chọn một chút, thì scrunchie và bờm thì em đang chọn scrunchie. Biết là scrunchie của em được chiến thắng không nhỉ? Và sự lựa chọn của các bạn Instagrammer ngày hôm nay đó chính là bờm. Và bây giờ mình và Linh Chi mỗi người sẽ chọn một mẫu bờm để có thể là sau khi thi xong thì mọi người có thể đi check in cà phê này, sống ảo này, hoặc là đi du lịch đeo bờm cực kỳ xinh nhá. Và Linh Chi nghĩ là Linh Chi sẽ chọn mẫu bờm nào? Em nghĩ là vào mùa hè thì em sẽ muốn chọn một mẫu bờm mà mình có thể kiểu vừa đi biển này vừa đi cà phê cũng hợp lý. Thì em cũng đang khá là phân vân những cái bờm trơn này, tại vì nó khá là đơn giản và dễ dùng á. Chắc là em sẽ lựa chọn một cái bờm trơn đi. Em khá là phân vân giữa hai chiếc này. Chị có thể cho em xin ý kiến được không? Chị thấy thì cái bờm này khá là match với màu áo của Linh Chi hơn và cũng dễ sử dụng hơn. Đó là lời khuyên của chị. Ok, thế thì em sẽ nghe theo lời thu tiếp và lấy chiếc bờm này nhá. Mình thấy là bờm trơn thì mình kiểu khá là dễ phối với outfit và đi đâu cũng hợp lý ấy. Và chị thu tiếp muốn lựa chọn cái bờm như thế nào nhỉ? Còn đối với chị thì chị khá là một người thích kiểu lấp lánh một chút đi, nên là mình đã nhắm ngay được một chiếc bờm, đó chính là một chiếc bờm ngọc trai ở đây. Nó còn rất là khá là nhiều loại mẫu khác nhau ấy. Cái này thì là nó có viền kiểu viền màu vàng gold này lên sẽ trông rất là sang chảnh, còn cái này nó chỉ là đơn giản là một chiếc bờm ngọc trai thôi. Và mình thấy là mình sẽ lựa chọn cái em bờm có cái viền màu vàng gold như thế này để đeo lên nổi bật nhá. Và mình và Linh Chi cũng đã chọn được một chiếc bờm cho bản thân rồi. Các bạn có thích chiếc bờm nào không thì có thể comment phía dưới cho chúng mình biết nhá. Món đồ tiếp theo mà chúng mình đã nhờ các bạn trên Instagram lựa chọn đó chính là một chiếc mẫu túi đa năng. Và hôm đấy thì bọn mình có đăng ảnh ở đây là xem các bạn nên chọn cái mẫu túi hình vuông này hay là mẫu túi hình chữ
hình tam giác này. Và mình xin biết là cái nào các bạn đã chọn cái nào không? Nếu mà em thì em sẽ chọn cái nào? Em thì em sẽ thích cái mẫu hình tam giác hơn, tại vì em thấy là nó khá là tiện, có cái tay cầm. Nhưng mà em nghĩ là suy nghĩ nhiều người lại thích một cái thứ vuông, cái cảm giác là cái chu vi hình vuông. Cái hình vuông rồi, nó sẽ nhiều đồ hơn là cái thứ tam giác này. Thế nên là em nghĩ là số đông thì thường thích hình tam giác, nhưng mà em nghĩ là số đông thì sẽ thích hình vuông hơn. Và sự suy đoán của Linh Chi là đúng, là các bạn trên Instagram đã lựa chọn là mua cái chiếc mẫu túi hình vuông này. Và chiếc mẫu túi hình vuông này ở bên trong thì các bạn có thể được kiểu như là một chút đồ dùng cá nhân này, hoặc là mang đi du lịch. Và ngoài ra thì em nó có một cái chỗ để móc chìa khóa vào đây, hoặc là móc vào ba lô ấy, không có dây đai lò xo này. Nếu mà các bạn sao bạn thì kéo ra để sử dụng ấy, khá là tiện. Và đúng vậy, món đồ tiếp theo chúng mình mua ngày hôm nay đó chính là một chiếc mẫu túi đa năng hình vuông này nha. Thì là hôm nay chúng mình sẽ mua hai set đồ khác nhau, nên là mình và Linh Chi mỗi người sẽ chọn một màu nhá. Thấy là cái lò xo này các bạn có thể linh động, là một là để thả ra như thế này giống như chị không thích, hai là các bạn có thể kẹp vào như thế này, kiểu nó sẽ đeo vào vòng tay dễ hơn á. Thì cái này nó cũng khá là tiện, các bạn có thể điều chỉnh theo sở thích và nhu cầu của mình nha. Mình thì mình chọn cái màu vàng không có hình, đơn giản thôi, nhưng mình vẫn thấy là nó rất là sang bờ, tại vì nhìn nó cũng rất là mát mẻ, hợp với cả cái chiếc ba lô lúc nãy mình chọn, tại vì mình thấy là cái tông màu nó cũng khá là match nhau nữa. Chơi giải trí mà mất não một chút, thế nên là chúng mình sẽ muốn là hoạt động là đi cà phê tối tượng. Thế nên là hôm trước chúng mình có bảo các bạn post trên Instagram thì một mẫu là Scupada, và đây là mẫu gì nhỉ? Sanrio. Và như các bạn đã biết là sự lựa chọn nghiêng hẳn về Scupada thì dạo gần đây trên TikTok ấy, thì Scupada cực kỳ hot luôn mọi người ạ. Và mọi người tối tượng kiểu vẽ rất là nhiều kiểu thiết kế với cả một tô rất là phong cách khác nhau. Nên là mình nghĩ là cái này dùng để chơi, chết thời gian, xả stress sau những cái kỳ thi căng thẳng nhá. Ngoài hai mẫu này, Scupada và Sanrio, thì bên Ocean có rất là nhiều mẫu khác, ví dụ là cái Echo Ly chỉ đôi cũng rất là hot này, và có các cái mẫu hoạt hình khác, ví dụ như là Lotso này, Stick này, có rất là nhiều mẫu cho các bạn lựa chọn. Thì nếu mà bạn nào muốn lựa chọn những cái mẫu tượng rất là đẹp ý, thì có thể đến Ocean tham khảo nha. Nghĩ là mình và Linh Chi sẽ chọn một cái Scupada giống nhau, và mình sẽ thử thách là ai sẽ là đẹp hơn và sáng tạo hơn với hai phong cách đồ tượng khác nhau nhé. Và sự lựa chọn sự mua tiếp theo mà bọn mình đã up lên trên Instagram story đó chính là buy box về đồ dùng học tập. Và những cái mẫu buy box này thì có khá là nhiều mẫu khác nhau, như là mình cầm ở trên tay đó chính là một cái hộp khá là to, và bên trong này thì có rất là nhiều kiểu vật phẩm khác nhau ấy, như là có thể kể đến là bút này, vở mini này, washi tape này, gì đây ạ? Sticker cũng có sticker nữa. Tại vì mình cũng chưa mở cái box này ra xem là trong này nó cái gì, nhưng mà mình nghĩ là tùy hộp thì nó sẽ có nhiều cái ở trong một phần khác nhau, và hầu như những cái mẫu đấy thì đều có cái hình ngoài hộp này nhìn khá là xinh đúng không nhở. Và sự lựa chọn thứ hai mà mình đã up lên đó chính là cái hộp black box hình Sanrio như Linh Chi đang cầm. Trong cái này thì cũng sẽ có những cái đồ dùng cơ bản như kiểu là bên này cũng tẩy sticker vở gì đấy, nhưng mà nó sẽ tùy hộp thì nó sẽ có cái đồ khác nhau nhá. Và chị thu đoán xem là em nào đã chiến thắng ạ? Theo mình dự đoán thì là Sanrio đã chiến thắng, tại vì giờ này Sanrio rất là hot đi mà các bạn, em thì khá là thích cái mẫu này, và nghĩ là cái hộp này sẽ là sự lựa chọn của các Instagrammer. Và đúng như dự đoán chị Thu thì em Sanrio đã chiến thắng khá là áp đảo. Thế thật ra là nhìn cái bề ngoài thì cái Sanrio này nó cũng cảm giác kiểu lấp lánh một chút, cũng xinh và bắt mắt hơn rất là nhiều. Thế nên là hôm nay mình và chị Thu sẽ cùng mua hai mẫu túi đồ dùng học tập Sanrio này, nhưng mà hai mẫu khác nhau, để khi nào chúng mình về unbox xem là hai cái này sẽ có những cái đồ vật gì khác nhau nhá. Mình thì mình sẽ chọn box xanh này, còn Linh Chi sẽ chọn box hồng thì nhá. Và bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đi lựa chọn món đồ tiếp theo nha. Tiếp theo thì vì đây là mùa hè, thế nên là không thể thiếu trận chiến giữa bình nước và cốc. Và mọi người đoán xem trận chiến này thì em nào đã chiến thắng? Chị Thu thử đoán xem nào. Mình thì mình nghĩ là mọi người sẽ chọn bình nước hơn ấy, vì bình nước có thể dễ dàng mang đi lại này, hoặc là nhét vào ba lô, hoặc là nhét vào cặp sách lúc đi làm. Và mình nghĩ là mọi người sẽ hay recommend bình nước hơn là một chiếc cốc. Nhưng mà tỷ lệ rất là sát sao nha, là 51% chọn cốc và 49% cho bình nước. Thì mình cũng không
không biết tại sao lại như thế, nhưng mà thôi. Tại bạn vì nhìn chiếc ốc này khá là xinh nên là các bạn ý có thể là thích cái chiếc cốc này hơn. Nhưng mà bọn mình vừa đến ốc sen, bọn mình có khu quầy cốc và bình nước này, bọn mình đã bắt gặp ngay một em Rosso cốc khá là trông xinh xắn đáng yêu. Cái này thì bọn mình đang có hai mẫu ở đây, đó chính là một mẫu hơi lùn lùn trông khá là đáng yêu và một mẫu thì cao hơn một chút. Và mình nghĩ là mình và Linh Chi mỗi người sẽ lấy một chiếc cốc này để làm hai set khác nhau. Vẫn là chọn mua cốc nhưng mà xin phép các bạn là chúng mình sẽ không chọn cái cốc mà hôm trước chúng mình up lên story, mà chúng mình sẽ chọn hai em Rosso này. Tại vì hai em quá là xinh đi và mình không thể nào mà rời mắt nổi khỏi hai em ý. Thế nên là hôm nay quyết định là sẽ mang hai em cốc này về nhà nha chị Thu. Ok. Tiếp theo trận chiến là hai chiếc ốp, thì mình có một chiếc ốp mèo ở đây và một chiếc ốp Rosso. Hai em này thì đều là ốp màu hồng thôi. Thì mình nghĩ là các bạn sẽ thích gấu Rosso hơn, nhưng mà mình đã sai rồi mọi người ạ. Các bạn thích ốp mèo này hơn nha. Và em này thì là cái em ốp đã chiến thắng trong cuộc chiến Instagram tiêu khiển. Thế nên hôm nay mình sẽ mua cái em ốp mèo này nhá. Em này thì cũng khá là đơn giản thôi nhưng mà cũng rất là xinh. Và sử dụng những cái ốp như thế này thì các bạn ý sẽ chắc tay hơn, kiểu đỡ bị trượt tay khỏi điện thoại. Thế nên là mình cũng khá là ưng, dù Rosso không chiến thắng nhưng mình vẫn rất là thích em ốp này. Và mình và chị Thu Tít sẽ chọn cái ốp này theo cái dòng điện thoại mà chúng mình đang dùng nha. Cái này thì sẽ là mẫu cho iPhone mọi người nhá. Và giữa một chiếc quạt và một chiếc máy phun sương thì các bạn sẽ ưu tiên chọn cái nào hơn trong sử dụng trong mùa hè này? Và các Instagrammer của Opsen thì đã lựa chọn là sử dụng một chiếc quạt thay vì một chiếc máy phun sương. Tại vì mình nghĩ là cái này cũng hợp lý thôi, tại vì máy phun sương thì các bạn có thể ưu tiên lựa chọn ở trong những cái phòng điều hòa ấy, hơn nó sẽ kém mát hơn là sử dụng một chiếc quạt. Nếu mà các bạn ra ngoài trời đi chơi này hoặc là đi picnic với bạn bè thì mang một chiếc quạt sẽ hợp lý luôn nha. Và những chiếc quạt này thì cũng khá là mini và xinh xắn để cho các bạn có thể bỏ túi và mang theo bên mình bất cứ lúc nào. Và mình thì mình sẽ chọn hạt dưa hấu rồi, và mình sẽ lấy cái quạt với hình quả cà rốt này cho Linh Chi nha. Và trong trận chiến kẹp tóc thì cái chiếc kẹp nơ này đã chiến thắng khá là áp đảo là 72%, thì hôm nay chúng mình cùng đi chi tìm em kẹp nơ này nhá. Thì chị Thu Tích nhìn con một hồi có tìm thấy em đó ở đâu không nhỉ? Hình như là cái em màu xanh này khá là hot kit ở góc xe đi nên là đã tặng hết hàng rồi. Và bây giờ mình chỉ tìm thấy cái kem nơ hình màu be be này thôi. Mà màu be này thì cũng khá là xinh mà nó, nếu mà kèm các bạn kèm lên tóc ấy, thì những bạn tóc đen như mình thì nó sẽ nổi bật hơn là tóc của Linh Chi. Và em này cái kẹp này cũng khá là hợp với outfit chị Thu ngày hôm nay đấy. Với em thì chắc là em sẽ lấy một chiếc kẹp đen này đi. Nó cũng kiểu được xem là về cái phần kẹp nhưng mà nó hơi ren ren một chút, nhưng mà tại vì cái kẹp màu xanh hết rồi nên chúng mình sẽ mua cùng loại kiểu hình dạng thôi nhá. Cái kẹp này thì hôm nay nó không hợp với outfit của mình, bây giờ mình sẽ mặc sẽ đeo nó vào hôm nào kiểu mình đi prom thế chẳng hạn, cũng khá là xinh. Còn các bạn cũng thích loại kẹp nào hơn? Bên cạnh tô tượng thì một món đồ chơi chơi trong mùa hè này cũng khá là xả stress, đó chính là những bộ xếp hình này đây. Và ở trên Instagram thì bọn mình đã mở ra một cái vote với hai món đồ khác nhau, đó chính là chậu cây xếp hình này và một bông hoa tulip hình hologram. Và Linh Chi biết là cái nào đã chiến thắng không? Em thì em lại thích cái loại này hơn nha. Cái loại này thì thứ nhất là nó đơn giản, thứ hai là nó hologram, nó khá là đẹp, và em nghĩ là kiểu trông nó cũng hấp dẫn hơn nữa. Thì nếu là em thì em lựa chọn cái này. Và đúng vậy, các bạn Instagram của Opsen thì cũng đã lựa chọn cái món đồ bông hoa tulip hình hologram này để có thể chơi trong mùa hè này. Và cái này thì bọn mình có thể, sau khi lắp xong ấy thì bọn mình có thể tận dụng để co phòng này và trang trí nữa, khá là xinh đúng không nào? Và bây giờ mình và Linh Chi mỗi người sẽ mua một cái bông hoa này nhá. Vậy là chúng mình đã shopping sau 10 món đồ trong mùa hè này rồi. Chúng mình rất là cảm ơn các bạn follower trên Instagram đã giúp chúng mình lựa chọn để chúng mình có 10 món đồ rất là đẹp để đi chơi trong mùa hè này. Và đúng là có người chọn hộ ấy, nên là hôm nay bọn mình shopping cực kỳ nhanh luôn. Vì mình và Linh Chi là một con người khá là bị phân vân ấy, nên là hôm nay nhờ các bạn follower có xem bản tập này nhanh hơn hẳn. Và nếu mà các bạn thích những cái trò tiêu khiển chúng mình chọn đồ giúp chúng mình như thế này ở trên Instagram hoặc YouTube thì các bạn có thể comment bên dưới cho chúng mình biết, để lần sau thì chúng mình sẽ làm nhiều như thế này hơn để đỡ phải lựa chọn cho đỡ mệt mỏi. Và bây giờ thì video của chúng mình đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Đừng quên like, share, subscribe YouTube channel của Opsen nhé. Bye bye.